Hello, Chị Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Chị Nguyễn Vlog ha. Thì bên cạnh Chị Nguyễn là hai chú chim non nhà mình, một chú chim sáo đen, một chú chim cưỡng. Thì mình cũng tổng về cũng được cỡ 10 ngày nay rồi bạn. Lúc mình mua thì ở bên tiệm chim người ta cho nó ăn là cắm chó bạn. Thì về đây mình sẽ tập cho nó quen dần với cái thức ăn là cắm thái luôn. Đó thì mình sẽ đổ cắm thái này ra và mình pha với cái nước á thì làm cho sền sệt lại và mình đút cho nó ăn. Dần dần một thời gian tầm khoảng chừng gần 10 ngày nay rồi, mình chỉ cho nó ăn cắm thái này thôi và nó cũng đã quen với cái vị của cắm thái này rồi. Thì bây giờ sư Nguyễn sẽ tập cho nó ăn được cắm khô, tập cho nó ăn được cắm khô. Tại vì là mình nói chung là mình phải tập dần dần từ cám nhão, cám ướt rồi lên lên cám khô bạn. Chứ chứ mình đừng có về mà nó còn non như vậy là mình tập cho nó ăn cám khô thì nó rất là khó ăn. Đó, đi bây giờ mình sẽ cho nó ăn trước rồi mình nói với chị sao để nó lao á. Đó, đây là cái cám cám thái khô nè, mình bây giờ mình sẽ tập cho nó ăn. Đó. Bây giờ là những chú chim nhà mình nó đã tự xóc nuốt ăn rất là giờ là giỏi rồi bạn. Tại vì lúc thời nó còn lúc nó còn nhỏ là mình đưa thức ăn vào là nó ngậm ở ngoài miệng nó không xóc nuốt được. Bây giờ nó đã xóc nuốt được rồi là mình thấy là nó có thể là tự ăn được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tập cho nó quen dần với cái cám khô này và khi mà khoảng chừng 5-3 ngày nữa mình sẽ giống như là kiểu mình sẽ bỏ đói nó tầm khoảng chừng 3 đến 4 tiếng á rồi mình để thức ăn vào lòng nó sẽ tự tìm thức ăn và nó để nó ăn ha. Đó. Bây giờ mình cố gắng mình cho nó ăn nhanh nhanh đi rồi để mình nói chuyện chứ nó la hoài mình nói chuyện các bạn không không có nghe. Đó khi mà mình cho nó ăn các bạn thì mình cố gắng mình giữ cái tay mình ở trong cái miệng nó khoảng chừng vài giây để mình để khi mà nó nuốt được cái thức ăn rồi á thì mình mới mới bỏ cái tay ra. Đó, hai em chim non nhà mình bây giờ nó đã ăn rất là giỏi rồi. Nó các bạn thấy cắm khô mà nó ăn giỏi chưa? Thậm chí những cái viên cám mà nó dính ở ngoài miệng nó bạn là nó sắp nuốt được luôn đó là bây giờ là nó đã quen nó đã quen với cái cám khô rồi. Và bạn nên nhớ ha, khi mà những chú chim mà nó đã biết bay rồi đó, những chú chim non nhà mình nó đã biết bay rồi đó, thì các bạn sẽ chuyển từ cám ướt sang cám khô để cho nó ăn được cám khô bạn là nó sẽ dần dần nó sẽ tự ăn được chứ các bạn không không phải bỏ thời gian ra các bạn đút cho nó nữa. Nếu mà mình nuôi chim mà mình cứ bỏ thời gian ra mình ngồi kế bên mình đút cho nó ăn mỗi mỗi bữa thì rất là mất thời gian và mình cũng không có thời gian đâu mà để mình ngồi đó mình chăm sóc nó hoài như vậy. Thì những cái viên cám thái này nó ăn tầm khoảng chừng 30 đến 40 hạt là nó sẽ no rồi đó. Thì mình sẽ cố gắng mình sẽ cho nó ăn tầm đó để cho nó no một bữa nó ha. Có em chim sáo này nè, nó to mồm nhất nè. Bây giờ nó còn hả họng ra nó đợi mình đút các bạn, nhưng mà một thời gian tầm khoảng chừng 5-3 ngày á mình cứ đợi nó đói đi, với lại nó đã quen với cái thức ăn viên này rồi á là nó sẽ biết tự tìm thức ăn và nó sẽ tự mổ thức ăn. Lúc đó cái cống này mình sẽ bỏ thức ăn vào và mình cố gắng là mình đi đâu đó trong cái khoảng thời gian tầm 2 đến 3 tiếng á, khi mà nó đói thì mình sẽ lảng ra chỗ khác, tại vì nó gặp mình là nó sẽ đợi mình đút. Nhưng mà khi mà mình không có chỗ đó thì nó sẽ nếu mà lúc nó đói nó sẽ tự tìm thức ăn và khi mà cái cống thức ăn này nó có thức ăn ở trong đó là nó sẽ tự mổ thức ăn và nó sẽ tự ăn ha. Đó, đây là cái cách để khi Nguyễn tập cho những em chim non nhà mình nó biết tự mổ thức ăn rồi. Đó. Còn ăn nữa không? Ăn nữa thì cho nữa. Này em chim sáo nó còn la la nè, mình cho nó vài hộp nữa cho nó ngưng la luôn.
những em chim non này mà nó ăn rất là khỏe, nó ăn khỏe hơn những em chim lớn. Những em chim lớn ăn tầm khoảng chừng 20 đến 30 viên là nó ngưng à. Còn mấy em chim non này nuốt nãy giờ nếu mà tính mỗi con ra là tầm khoảng chừng 3 đến 40 viên rồi đó. Mà giờ nó còn đòi ăn nữa nè. Rồi. Đó. Khi mà nó đã biết sóc nuốt thức ăn này rồi bạn, nó đã sơ biết sóc nuốt cái cám khô này rồi á, thì mình sẽ tiến hành ha, mình sẽ bỏ cám khô vào ở trong cái cống này. Để mở ra chắc cho nó lẹ. Đó, mình sẽ bỏ cám khô vào ở trong cái cống này và mình sẽ treo lên lồng cho để cho nó ăn ha. Đó, các bạn cứ làm theo cái cách của mình. Các bạn cứ tập cho nó quen dần với cái cám khô, xong rồi là các bạn cứ bỏ cám khô trong cái cống thức ăn. Và đặc biệt là bạn phải chuẩn bị cho mình một cái bình nước cho nó uống nha. Đó, là mình sẽ chuẩn bị một cái cống thức ăn như vậy để dành đây. Khi mà không có mình ở đây và giống như là mình cố tình mình đi ra chỗ khác lúc mà nó đang đói á, là nó sẽ tự tìm thấy cái thức ăn này, giống như nó nếm thử là cái mùi vị thức ăn quen thuộc của nó, thì nó sẽ gấp nó sẽ ăn thôi. Đó, bạn thấy nó cũng biết là cám để trong đây nè, nó ăn đi. Tại vì mình đã tập nó dần dần cũng được 5-3 ngày nay rồi đó. Nó bạn thấy con cưỡng không, nó thò cái đầu nó vô cái cống thức ăn á. Đó nó gấp, nó đã gấp nó ăn được rồi đó. Đó, bạn thấy. Để quay gần gần cho các bạn thấy, nó đã gấp nó ăn được các bạn. Đó. Đây là em chim non nha, em chim non mình mới tậu về tầm hơn 10 ngày nay thôi và nó đã biết bay rồi á. Nó đã biết tự bay rồi đó. Thì mình mới tập dần dần trong vòng khoảng chừng 3-4 ngày nay thôi, mới tập cho nó quen dần với việc mà ăn cám khô á. Đó, các bạn thấy em chim trưởng nó đã biết tự gấp ăn rồi đó, rất là giỏi luôn đó. Cái này á, là các bạn mà có công có chuyện, các bạn đi đâu xa tầm khoảng chừng nửa ngày thôi, chả một ngày, bạn chăm đầy chăm cái vô cái cống thức ăn này á, là cứ để cho nó tự ăn, tự tìm tự kiếm thức ăn nó ăn thôi đó. Ok, bây giờ em chim cửng nè, đó đã mò mò tìm được và gấp được sóc nuốt thức ăn được rồi, rất là mừng luôn. Đây là tín hiệu rất là mừng đối với những anh em nào mà nuôi chim non lên. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu của cái việc mà tập làm sao để cho những em chim non mình nó biết tự mổ thức ăn, là người nuôi chim nó đã thành công bước đầu rồi đó. Đó, như em chim cửng mình là thấy khỏe rồi đó, nó đã tự gấp ăn được một vài viên là thấy khỏe rồi đó. Rồi, vậy thôi, Xuyên Nguyễn cũng xin cảm ơn đại gia đình mình, thân yêu mình đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Hôm nay Xuyên Nguyễn làm cái video này chủ yếu là muốn gửi đến cho tất cả những anh chị em nào đang chơi chim non, cũng như là toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được cái cách mà để Xuyên Nguyễn tập luyện cho những chú chim non mình nó biết tự ăn như thế nào ha. Rồi, Xuyên Nguyễn cũng xin thông báo chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống.